Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi nhà vườn mái Nhật kết hợp với mái Thái, mới xây dựng xong ở khu vực nông thôn. Ngôi nhà này thì được làm trên diện tích khoảng 600 mét vuông đất. Phía sau thì bạn vẫn còn rất là nhiều đất và phía trước thì có những khoảng sân rất là rộng đây. Như cái diện tích của ngôi nhà là 10 x 10 các bạn nhé. Và chi phí của nó thì cực kỳ là thấp. Tổng chi phí khi mà bạn vào ở được là 500 triệu cả cổng và tường rào luôn các bạn nhé. Thì cái mẫu này mà làm sao nó lại rẻ như thế thì các bạn quan tâm thì xem chi tiết video nhé. Đây là một mẫu nhà đặc trưng của các cái bạn đôi vợ chồng trẻ, một vợ một chồng hai con đó. Thì ở cái diện tích thì các bạn xây vừa đủ thôi và cái chi phí nó cũng rất phù hợp với những cái bạn mà mới ra ở riêng và đang là công nhân các bạn nhé. Và cuối video thì mình sẽ cho các bạn trực tiếp phỏng vấn giữa chủ nhà và bác thợ xây xem là ngôi nhà này có bản vẽ thiết kế hay không, mà xây cách nào lại rẻ như vậy. Đó. Phía trước cổng tường rào một màu trắng trang nhã và điểm là những cái màu lâu. Đó. Và cửa thì không nhôm kính hết các bạn nhé. Khu vực sảnh của bạn ấy thì được khoảng 10 mét vuông. Đó, và sảnh đi sang hai bên. Cái mái của bạn ấy thì cái mái chính là mái Thái các bạn nhé. Nhưng cái sảnh của bạn ấy thì nó lại có phong cách của mái Nhật. Đó. Bạn này là bạn pha trộn nhưng mà khá là hợp lý. Cái cột của bạn là vuông 40. Vuông 40, khuyết giữa. Đi vào chính giữa là khu vực phòng thờ kết hợp phòng khách. Khi mà thiết kế nhà thì các bạn cứ kết hợp cái không gian giữa phòng thờ và phòng khách thì bao giờ nó cũng cho chúng ta một cái không gian thoáng đẹp hơn các bạn nhé. Phòng thờ kết hợp phòng khách, phòng này có diện tích khoảng 40 mét vuông các bạn nhé. Phòng khách, tivi. Đó, phòng thờ kết hợp phòng khách, tivi, các con tha hồ nằm ngồi đây này các bạn này. Đó. Và phía cuối là bạn ấy thiết kế khu vực phòng bếp, phòng ăn. Phòng bếp nhỏ xinh thôi và để tủ lạnh ở đây có vẻ là rất là hợp lý đây, lấy đồ xuống bếp nấu cũng tiện mà lấy bia ra mời khách cũng rất là tiện luôn này các bạn này. Đó. Chà, hôm nay quay phim được ăn cỗ rồi. Chào bạn chủ nhà xinh đẹp nhé. Các bạn thấy cái bếp của bạn ấy có mở không ạ? Rất là mở về phía sau luôn. Và phía sau sân vườn thì rất là rộng luôn. Phía sau cái vườn còn rất là rộng luôn đúng không? Đó, và khu vệ sinh ở bên ngoài rất phù hợp. Giờ mời các bạn tham quan cái không gian bên trong. Nhà này có hai phòng ngủ thôi em nhỉ? Đúng không? Vệ sinh kẹp giữa. Khu vực vệ sinh, tham quan vệ sinh cái thế nào. Kiểm tra. Mình rất hay kiểm tra cái phòng vệ sinh các bạn nhé. Trong cái ngôi nhà cái phòng vệ sinh này mình rất quan tâm luôn. Nếu bạn nào có nhu cầu xây dựng mới, tư vấn thiết kế thì cũng gọi mình nhé. Để mình chia sẻ những cái kiến thức của mình. Phòng ngủ này của bạn có diện tích 16 mét vuông và có cửa sổ cũng rất là thông thoáng thôi. Mình không mở cửa nữa làm mất nhiều thời gian của các bạn.
Ngôi nhà mới xây xong nên là bạn ấy chưa chưa có đủ nội thất đâu các bạn. Mời các bạn tham quan phòng ngủ số 2. Bạn chỉ thiết kế được hai phòng ngủ thôi bạn nhé. Phòng này cũng khoảng 16 mét vuông. Đó. Vệ sinh bố trí ở chỗ này thì rất là thuận tiện, cả hai phòng ngủ cả phòng khách đi vào thì rất là thuận tiện rồi các bạn nhé, nhưng mà nó đang hơi bị hở. Nếu bạn nào đang có cái phòng vệ sinh như này thì các bạn nên treo một cái rèm gỗ để cho nó bớt nộ cái phòng vệ sinh đi. Công trình phụ thì chúng ta rất cần nó phải kín đáo, thuận tiện nhưng nó cũng phải kín đáo và tế nhị các bạn nhé. Và cách khắc phục tốt nhất thì các bạn cứ treo một cái rèm vào đó là đơn giản là đã xong các bạn ơi. Bây giờ thì mình trực tiếp mời các bạn nghe bạn chủ nhà và bạn chủ thợ xây nói chuyện với nhau nhé. Để xem mà các bạn ấy làm cách nào mà ngôi nhà của bạn lại rẻ đến vậy đúng không? Bạn chủ nhà tên là gì nhỉ? Em tên Tường ạ. Nhà mình xây hết 3 tiền em. Bao nhiêu mét vuông hết 3 tiền? Nhà em ở 100 mét vuông, xây khoảng hết tầm 500 triệu. 500 triệu là cả cổng cửa sân vườn đấy. Đúng rồi. Rồi. Thế là cái bạn này là thiết kế à? Nhận Chào ca luôn bạn, à? mình nhận mình xây dựng ở khu vực Tam Hợp. Đấy, các bạn có nhu cầu xây nhà mới hay sửa chữa thì liên hệ với mình. Ở đây là ông chủ nhà. Cũng may quá hôm nay đến quay lại May gặp quá là mà chủ nhà. gặp ông chủ nhà đuổi thợ đúng bữa đuổi thợ hôm nay là mình phải xin uống rượu luôn đấy nhá. Nhất trí luôn. Cho anh hỏi là cái nhà của mình có đổ mái không? Em không. À thế. Em chuyển làm. Đây nó cũng chính là cái nguyên nhân mà ngôi nhà này nó lại có 500 triệu cả sân vườn các bạn nhé, là bạn ấy không không đổ mái bên trên và bạn ấy chỉ lợp tôn và đóng trần thôi. Cái à quên, đập Đập ngói, ngói. Đập ngói. Cái hệ kèo sắt của mình là bằng hộp hay là bằng Không, V? V nằm hết. Đấy, V toàn bộ các bạn nhé. Thì cái V ấy, thì tuổi thọ nó bền gấp 10 lần cái hộp luôn. Hộp thì rất dễ làm cho thợ nhưng mà nó không bền bằng V đâu. Rất cảm ơn bạn chủ thợ xây và cảm ơn bạn chủ nhà. Bạn nào ở khu vực Tam Hợp nhé, mà có nhu cầu xây thì bạn thêm này bạn ấy sẽ nhận cho các bạn giá hợp lý. Cảm ơn các bạn và cũng xin chào tất cả các bạn khán giả nhé. Đó là cái trả lời phỏng vấn của mình của các bạn chủ nhà với chủ thợ xây đấy, 500 triệu mà một cái ngôi nhà rất là ấm cúng và rất là phù hợp với cái tuổi trẻ của các bạn ấy. Anh chủ nhà sinh năm bao nhiêu nhỉ? 88. Mà hai cách cách rồi. Xong nhà mới phấn đấu làm cu nhá. Thôi, video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Xin chúc các bạn sớm có nhà đẹp. Bạn nào cần tư vấn thiết kế hoặc là có những cái nhu cầu về xây dựng thì cũng gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ chia sẻ với các bạn chân thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.